tiền con chung hội hợp này. Tiền được là 6,8 m, thích kinh doanh là 80, thích thuê là 100, kho 10, có thể lên khoảng tầm 85 m. Nếu mà bên cho thuê họ sẽ làm gác xếp trục chính, cứ di chuyển gần ngã ba ngã tư, xung quanh nhiều hàng quán vỉa hè, lối chính để di chuyển về vào khu trung tâm của làng. Rất đông đây. Ngã ba đón đầu luồng di chuyển vào.